Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Trần Ngầu Đâu. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục về một lô mic vỉ vàng. Thì dòng mic này thiết kế giống như dòng mic Beyer vỉ tím. Thì đây là thuộc của dòng mic mãi hàng nội địa Trung Quốc các bác nhá. Nó là dòng mic vỉ vàng, sử dụng mỗi bên 3 hộp số sóng này. Và dòng này có chế độ tự ngắt và giá phải nói là rất hợp lý cho các bác và anh em sử dụng. Giá chỉ là 1.600.000 bao ship cho bác và anh em một dòng mic tay màu vàng gold, phải nói là đẹp như mới luôn các bác nhá. Mở giá 1.600.000 bao ship và có chế độ tự ngắt cho bác và anh em trên cái dòng mic mic này. Thì cái dòng mic mã của nó là MD118S này, nó sử dụng phải nói là cái côn cực kỳ chuyên nghiệp luôn. Cái côn này nếu mà các bác và anh em hát thì không bao giờ lo vỡ tiếng rồi. Với giá tiền là 1.600.000, em bao ship cho bác và anh em một cái dòng mic vỉ vàng, sử dụng mỗi bên 3 hộp số sóng, mã của nó là MD118S các bác nhé. Đây, nội thất của nó đây các bác này, quá đẹp luôn. Đấy, thì dòng mic này nó thiết kế cũng như là dòng mic Beyer, đường sau thì nó cũng có hai đường Canon và một đường 6 ly. Đường Canon là các bác và anh em có thể là chơi hai đường mic riêng biệt, và đường 6 ly là các bác và anh em có thể là chơi đường 6 ly này, nó sẽ ra hai đường mic luôn và có hai dô anten cài các bác nhé, và có nguồn điện vào là 12V đến 16V và sử dụng hai cái chiết áp để các bác và anh em hạn chế cái tín hiệu vỡ của đầu vào đấy. Nó như cái giải là HPF, tức là cắt giải trầm cho tiếng mic ở trên những cái dòng băng số các bác nhé. Đấy, thì khi các bác và em sử dụng những cái đường Canon này thì các bác và em được sử dụng cái sensitivity, đấy gọi là sensitivity, tức là cắt những cái giải trầm của cái tiếng mic, tín hiệu đầu vào. Đấy, thì trên những cái dòng mic cao cấp thì nó thường có những cái chiết áp sensitivity này. Đấy, nó như là một cái là HPF, tức là cắt giải trầm cho tiếng mic ở trên chiếc vang số. Thì cái chiết áp này nhiệm vụ của nó như vậy các bác nhé, nhiệm vụ của chiết áp đó như vậy. Thì cái lô mic này của bên em nó về được khoảng hơn 20 bộ cho các bác và anh em. Và bây giờ sẽ cắm một chiếc đầu thu lên để các bác và anh em cùng xem. Đấy, cùng xem. Đấy, với tầm tiền là 1.600.000 bao ship cho bác và anh em một bộ mic. Đấy, thì khi cấp nguồn điện cho đầu thu thì các bác và anh em nhìn vào cái đầu thu của nó phải nói là rất đẹp đúng không ạ? Đấy, và nút nguồn của nó cũng báo đèn này, và tất cả các nút bấm set thay đổi tần số sóng thì nó cũng có đèn báo, gì nhìn quá đẹp. Và dòng này thì nó sử dụng màn hình màu đen, đấy, điểm nhấn những cái thông số nó bằng màu trắng thì nó cũng rất sang trọng các bác nhé. Và cái mặt của nó là mặt mặt nhựa, mặt phay nhôm, đây là mặt phay nhôm các bác nhé, mặt phay nhôm. Đấy, điểm nhấn của nó là màu đen ở bên trong, cũng rất đẹp luôn, mà giá cả rất hợp lý. Giá để cho bác và anh em là 1.600.000 bao ship cho một cái bộ mic không dây. Đây, nó là hàng bãi chất lượng đấy các bác ạ. Dòng này thì nó có chế độ tự ngắt các bác nhé, có chế độ tự ngắt. Đấy, thì khi mà em mua được cái lô mic này em cảm thấy rất hài lòng, rất hài lòng về chất âm của nó và giá cả phải nói là rất hợp lý. Dòng này thì có lấy tần số bằng IR và nó sẽ có hai chiếc áp chìm ở đây. Nếu mà các bác và anh em muốn tăng giảm âm lượng thì dùng cái tua vít hai cạnh để các bác và anh em tăng giảm âm lượng cho tiếng mic thôi nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ đang lấy tần số bằng tia hồng ngoại. Đấy, khi các bác và anh em tìm tần số nhanh nhất thì dòng mic này nó sẽ có tìm tần số bằng tia hồng ngoại cho bác và anh em. Thì trong cái màn hình này nó cũng có một mắt thần, và mỗi kênh nó sẽ có một cái mắt thần để các bác và anh em reset tần số nhanh nhất. Thì đây em cũng đang sử dụng chiếc vang Theta K3. Thì dòng vang Theta K3 này bên em vừa về được gần 100 con các bác nhá, gần 100 con vang Theta K3. Nếu mà các bác và anh em cần một con vang Theta K3 để ghép với âm ly hay là cục đẩy thì dòng vang Theta K3 nghe nhạc và hát karaoke quá hay rồi, nó có tiếng từ trước đến nay rồi các bác ạ. Với tầm tiền là 1.700.000 bao ship cho con vang Theta K3 và 1.600.000 bao ship cho một bộ mic vỉ vàng. Đấy, mã của nó là MD118S coi nhá, MD118S. Phải nói là cái chất âm của cái bộ mic này ghép với con vang Theta K3 nó quá trầm ấm luôn các bác ạ, cực kỳ trầm ấm. Một hai bốn năm sáu bảy
Bột nghe bột nâm sầu bì đi. Thế thì nếu mà các bác và anh em quan tâm đến cái sản phẩm mic giá rẻ này thì các bác và anh em đừng bỏ lỡ. Thì cái lô này em về phải nói là nó quá đẹp. Nó đẹp từ đầu thu đến tay mic cho bác và anh em. Và đặc biệt trên cái dòng mic MD118S này, nó cho chất âm phải nói là cực kỳ đỉnh. Không bao giờ các bác và anh em lo bị vỡ tiếng các bác nhá. Hát thì đều ba giải bát trung chép cho bác và anh em. Một hay một năm sáu bị một hay một năm sáu bị tám chín mười lên. Đấy thì dòng mic này thì nó có chế độ tự ngắt này, có chế độ tự ngắt các bác nhá, và nó sử dụng cái côn mic này thì các bác và anh em biết rồi, nó sử dụng cái côn mic này thì các bác và anh em biết rồi, quá chất lượng luôn. Thì những cái sản phẩm mic không dây thì bên em nó sẽ có rất nhiều loại. Đấy, dòng mic 1.600.000 bao ship này, hay là dòng mic Beyer vỉ tím tay da cá, mã của nó là Beyer BSK890, giá là 2.700.000. Còn dòng mic Beyer vỉ xanh đời cao thì bên em vẫn đang còn, giá dòng mic Beyer vỉ xanh này là giá là 2.000.000 bao ship. Và một số dòng mic Beyer mặt phay nhôm S007 giá là 2.500.000 bao ship các bạn nhé. Và đặc biệt hơn nữa thì bên em có dòng vang X12. Thì hôm nay tiếp tục bên em lại về thêm cái sản phẩm vang số Dedarking X12, mã của nó là DK8600. Đây là một cái sản phẩm vang cao cấp nhất của họ nhà X các bác nhé. Giá để cho bác và em là 3.800.000 một con, bao ship và có cả dây rắc, có cả điều khiển cho bác và em rồi. Thế thì bác nào mà quan tâm đến những cái sản phẩm vang X12 này, hay là dòng vang Theta K3 và dòng vang DMX, bên em vẫn đang còn là 2.800.000 các bác nhé, 2.800.000 cho một con vang DMX chính hãng. Đấy, thì khi các bác em mua những cái dòng vang DMX hay là DK8600 này, hay là những cái dòng vang Theta K3, thì em sẽ setup cho bác và anh em những chế độ để các bác và em về nghe nhạc hay là hát karaoke. Thì bác nào mà quan tâm đến những sản phẩm mà em giới thiệu ở trên video này thì các bác và em liên hệ với em theo số điện thoại của Trần Ngô Đô 0972951003. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.